Sau đây tôi xin bắt đầu cái hướng dẫn sử dụng phần mềm MapInfoRxiv. Xin đọc. Để vào thư mục một cách nhanh chóng thì bạn bấm Standard Play ở phía dưới góc trái của cái khăn Open vào vị trí bạn chứa những file này. Sao biết? Tao bao giờ để đó mày. Ví dụ đó hả? Cơ sở điện tiếng học. Về cái ứng dụng này thì mục đích chính của nó là số hóa một bản đồ, cho nên bạn mở một file ảnh. Để mở file ảnh thì bạn tìm đến vị trí file ảnh rồi chọn cái File Open File Type ở phía giữa, phía góc dưới, rồi chọn cái kiểu ảnh là Raster Image phần thứ 7, thứ 6 gì đó, dòng phần thứ 6 gì đó, rồi chọn một cái file bản đồ bạn có sẵn ở dạng file ảnh Raster. Nên nhớ là chọn cái bạn cái hình nào mà nó là bản đồ chứ không phải là hình set hình này nọ. Cắm cử thì nhít quá. Rồi thì trong lúc mình đang sử dụng này thì có rất là nhiều bản đồ, cho nên mình chọn làm cái đi. Nhưng biết cái này là xài được của máy khách thì không được, cho nên mình chọn. Khi bạn mở một bản đồ thì nó sẽ hiện lên một cái thanh gọi là nó hỏi bạn là có muốn đăng ký tọa độ cho cái ảnh này hay không. Mục đích của đăng ký là để xác định là cái mình gộp cái bản đồ này về cái bản đồ số, để sau này mình chọn tọa độ cho nó một cách chính xác, nó khỏi bị liệt qua cái hàng gọi là không sử dụng được. Cho nên bấm vào Register để đăng ký đó. Thì có hai cách để đăng ký. Cách thứ nhất là bằng đăng ký ở một cái tọa độ. Tọa độ này bạn có thể lấy trong cái Google Maps hoặc là GIS của chính phủ. Còn nếu không thì bạn để sử dụng một cái bản đồ có sẵn là ở dạng file map, rồi nó có tọa độ của, nhưng mà tọa độ chính xác của một bản đồ vùng bạn đang có. Thì bây giờ tôi sẽ sử dụng một cái tọa độ bất kỳ. Ví dụ là một cái tọa độ sử dụng trong file map đi. Tôi sẽ thêm 4 điểm vào để xác định tọa độ như sau. Bấm vào Add ở bên góc bên phải phía trên. Thêm vào 4 cái tọa độ. Ở cái tọa độ đầu tiên tôi sẽ vào cái Edit. Thì bạn lưu ý tới cái dòng map X và map Y. Đó là hai cái tọa độ mà nó sẽ sử dụng. Nhưng mà bây giờ tọa độ đâu ra ta? Rất là khó. Cái này nó không có tọa độ. Chọn bản đồ chứ. Chọn bản đồ mới chọn ảnh gì chứ. Thì rất tiếc là cái bản đồ này nó không có sẵn cái tọa độ cho mình tìm, cho nên là nó rất là khó. Hay là nó mất thời gian, nhưng mà bây giờ mình tìm lại một cái hình bản đồ khác mà nó có cái tọa độ luôn để mình dễ dàng chỉ với sáng phản. Làm bút đầu mình chưa làm được cái sau mà làm cái trước, chưa làm trước mà làm sau. Kia là file kia là file bản đồ số, còn file này là file tìm cái file map gì, tìm cái file reverger để mày tạo bản đồ số vậy. Còn mở kia có rồi, sẵn là cái cách thứ hai rồi, tao dạy cho cách thứ nhất. Có gì thắc mắc nữa không? Tao đang sử dụng cách thứ nhất. Ủa sao còn nữa đó mày? Thế là chỉ có file như vậy đâu. Tao có cái thứ mà ở đây được bị mình tránh. Ta phải tìm ra có cái nào có tọa độ á. Chỉ có hai cách, là một cách mà là Google Maps, một cách mà dùng tọa độ sẽ ghi đủ chỗ. Thì trong có nhiều khi trong hình đó cũng có đã sẵn cái tọa độ. Đó. Hình đây là hình chụp máy chứ đâu phải là bản đồ đâu mà tọa độ. À, chẳng hạn như cái này đi, cái này là có ghi tọa độ này. Yeah. Thì mình lưu lại cái ứng dụng này nó chỉ hỗ trợ những cái định dạng ảnh là BNG
Reburger chứ là gì gì đó thì không biết, nhưng mà thường thường thì mình chuyển nó về cái định dạng burger để cho nó chắc ăn. Cái gì Reburger để cho nó chắc ăn thì cũng sử dụng cái trình ben của Windows thôi. Rồi mình lưu nó lại tên là ốc chó đi. Bài chó bây giờ thấy nó còn thế nào. Xong mình lưu cái lại đó. Thì một cách tịch tên vậy thì nó còn không có gì khác ngoài cái chuyện là mình về nhớ, cái đó là bổ sung cho người ta biết gì đó, người ta phản bác. Rồi thì mình cũng chọn cái bản đồ đó, thì trong lúc cũng nó như cái lúc đó ban đầu thì mình chọn cái bản đồ để cái tên cho nó, thì nó giờ cho mình tìm thôi chứ không có gì hết. rồi Đây bây giờ mình gõ vào ra ốc chó này ra, rồi mình nó khi mình chọn cái file này nó tự động nó chuyển sang cái định dạng là tmg, nhưng mà ban đầu nó chưa hiện thì mình bắt buộc phải chọn cái ở file optimer, cái việc chọn ở bên thầy nó vẫn tiếp tục hỏi mình là có muốn đăng ký cho Ví cái file dụ ảnh này hay không, thì tất nhiên là là mình chọn tìm register để đăng ký. Và cái này thì tương đối dễ dàng tại nó có tọa độ sẵn, cho nên mình chỉ việc phóng to nó lên một tí rồi mình nó mờ quá. Mờ quá đá. thì mình cũng bổ sung là chả biết con chó nào nó đưa cái file này cho Thưa nó ông, mời chứ. Tao mày nghe thường bước rồi. Hình chó là gì hết. Để mày coi. Về tao up lên kênh YouTube của tao rồi tao bắn link vào cho mày nha. Kênh YouTube. Từ mỗi ai. Gì đâu. Mình dễ mà. Để làm lập cái kênh những cái từ đây là hai bài. À cái phần này thì nó dễ hơn tí, thì đang có tên là hiện 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 AB, thì đỡ chuyển nó sang một cái ảnh dạng reburger thì cũng đơn giản, cái chuột phải vào chọn cái edit rồi chỉ việc chọn cái phần hạ xuống, chọn cái server app để lưu lại, chọn cái định dạng reburger maker Cho hình mới thôi. hả. Mình cho hình mới đúng không? Ừ, tại cái hình kia nó mờ quá. Mới đây. Đặt tên là ốc chó hai đi. Rồi lưu lại. Cũng khá là đơn giản. Cái phần này nó hơi mất thời gian, nhưng mà nếu như mình chuẩn bị trước thì nó cũng rất là nhanh. Khoảng chừng 30 giây chuẩn bị thì nó ra là cái bản đồ sẵn. Mình cứ ghi vào đây. Trong lúc làm cái con chó nào rồi mình đây. Hello. Rồi có gì trưa mình gọi lại bạn nhé. Bây giờ mình đang bận tí. Có này chữ xấu mà chữ lớn Rồi ok nãy ha. giờ chữ mấy mình Lần sau mình gọi nữa nha. Thì vẫn như cũ, nó vẫn hỏi mình có đăng ký hay không, mà đăng ký đi. Rồi cái này thì rất là dễ, nó có rồi sẵn. Chẳng hạn như ở đây mình sẽ cho nó 4 điểm. Rồi chắc là cái điểm đầu tiên thì mình sẽ thông thường thì mình sẽ lấy cái điểm giao nhau giữa các cái đường đường cái đường lưới tọa độ, chẳng hạn như ở đây thì nó có tọa độ là 106 độ 42 phút, và ở đây là con mẹ nó sao nó không hiện Tôi vậy. ông mà nói chuyện cũng sao vậy, năm có cái đậu mẹ đó sáng nhà hàng anh nhiều mà chứ nói tụng dưới à. Đây 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 10 độ 44 phút thì một kênh YouTube người ta có đứa nào coi đâu rồi đó, chắc vậy đâu cũng nhiều người nước ngoài thôi. Tôi chưa tao đàm là gì tao mới như kênh âm nhạc gì đó. Thì cái này thì mình không nhớ là cái này ít nợ ta. Mà đang mà làm kênh YouTube mà người đăng ký tên là Đó, đủ tao đàn đăng ký lợi nhuận mà kênh gì đăng ký. Dạo này định lấy tên YouTube rồi. Cái nào ít cái nào y ta? Ít trước cái lợi trước. Đi trước đi. Cái này nè. Ít lợi. Chủ giáo còn hỏi nữa. Y. Ít chơi gì? Y á đúng, y á. Y à, à. 10 độ 44 phút, 44 mà chia cho 60. Ui, sao phải chia mày? Tại vì cái này nữa, cái đơn giản là số
mình phải chuyển từ độ sang cái số thập phân. Giờ thì nó ít chơi gì đó, ít như vậy mỗi lần là ít chuyển là phải chia cho 60 à? Ừ. Vốn là nó cái đây này, cái cột đây là cột ít chơi gì. Cột ngang là cái cột y. Trong số thì cái nào ít cái nào y? Này nè, ít nè. Cho nên số độ là ít. Trong quên hả trời. Nó ngược lại chụp hành như kia ít chụp y ngược lại không nhớ nè. 10 độ 7 đúng 7 mày phải không mày cầm máy tính 44 phút 10 độ 44 phút 44 phút 0,7 thì cái này là 10,7 đúng không nè. Rồi cái này là 106 độ 46 46 mình chia cho 60 video lên mấy video thì cái này cũng là 106. Dạ mà mình để đăng ký đó, mình muốn đăng ký YouTube đó, rồi lên cho mạng. Mày có tài khoản Google, mày vô đăng ký luôn, về đó là mình làm phí được rồi. Rồi cái tờ đồ khác cũng tương tự. Sau khi bạn chọn tờ đồ xong cho cái vị trí của mình, thì bạn nhớ bấm vào bạn biểu đồ cái vị trí mà bạn đã xác định được. Chẳng hạn như ở đây mình bấm vào cái điểm giao nhau giữa hai cái đường lưới tọa độ để cho bản đồ nó không bị sai lệch nhiều thì bạn nên bấm vào cái điểm kia bạn nhìn chị chúng ta là lấy lý cái con chuột này nó hơi đồ sộ tới cho nên là nó hay chậm tầm bảy cực ngon tao thì theo như chủ nhân của cái này nó chứ là 10 độ mà sao giờ một chấm máy mà vậy hay dưa 10 độ 7 từ xưa lên từ xưa sáu mà 10 độ 7 cũng rồi giờ thì bấm nó có khi nó lòn biết đâu 106 77 không phải lấy đâu vậy lấy điểm của nó đó 10 77 tôi đổ đậu ra tình yêu của anh đã khiến con tim của anh sẽ bao rộng lòng lòng con tim anh hơi hết xa vắng lòng anh cho dân khát khao một đời anh luôn ước xa em mày đây tao có chương trình đưa tiếng ca nhạc đây mình sẽ làm ghế cho giờ này không tí nữa khởi động tây ban kem mà quần rất đẹp gần đây kem vừa kia tao lại tao làm chương trình học mà nó cứ sụp vỡ cứ như chương trình động vật như vậy qua chương trình em yêu động vật mà làm giờ đến thứ hai về chúa giờ tới đâu chứ chịu rồi kỳ bán gì kỳ nó không có đường của nó thì sao mà 107 bữa cũng cách cho 4 điểm nó ra từ đội xong cuộc đấu cũng đánh vô lần luôn 106 rồi 106,7 mà nhân đi xuống vui phút của nó kỳ ở đây á là hai cái tờ đồ nó bằng nhau rồi bằng nhau được có số lẻ nó khác nhau không à ừ đúng rồi 46 nó cùng nằm trong một tờ đồ đi chia cho 60 cái này là 76 chúng ta ghi cho chính xác đây có bản đồ ra tận hội đâu 73 rút để
đây là cách 2, cách đây là cách 2, mình cứ thích cách 2 thôi. Cách 2 làm nhanh hơn, kinh dường đấy. Thì mình cũng biết là bây giờ mà bán đồ số gì đâu ra. Bây giờ mình số hóa bản đồ, mà có một số hóa cho bạn xíu này. Cái này là 106 độ chấm à, nên lưu ý là trong này là sử dụng chấm chứ không sử dụng dấu phẩy, nếu sử dụng dấu phẩy thì sẽ thiếu lệ. Lên YouTube nó cũng dễ thôi, mà chỉ cần mà bấm tua sang là sang thôi. Anh trước tôi làm mấy điện thoại ra đâu cũng được. Cũng như tải về nó cũng được. Ở ngoài Kinect thì mà tải cái bản Bota nó chỉ có 70 mb hả? Rồi, tôi biết. Làm đầu luôn mình tính thành 4 điểm cho ông làm luôn một lần. Đêm cứ chơi số nhà mình chơi bạn bè chơi. Từ dưới bay à, cái này thì nói là bữa cô á, từ đã xuống bữa cô là cô kích đồ chọn là 4 điểm nó luôn rồi nó ra tọa độ xong rồi mày giờ mình chọn trước mình kích xong được đâu có sao, là mình vượt mày thì mục đích của mình sai số nhiều lắm cũng là nó không có cơ sở nữa sao mà sai số được. Cái này cái trước sau gì nó không có liên quan với cái chuyện sao biết điểm nó tọa độ bao nhiêu mày đậu ở trước thì có tọa độ sẵn mà kích xong được. Nó cũng ra cũng vậy thôi. Đồ lộ không đổ ra cho nó dễ ở nha. Trời. Cái này là phải làm như cách 2 nè, kích ngược. Mà làm như này là nó sai tới 82 luôn. 157. Nó hơi tốt kim lên. Mà phải kích kia vô mình mà mình thì đã nói là hai cái như nhau không có khác gì. Bây giờ mà kiếp nó chỉnh lại thì nó đâu có gì đâu. Cái hàng cái đầu tiên bây giờ gì? Tao chỉnh lại nè. À, hay là bỏ qua thì làm cho mẹ cách 2 nha. Cách 2 là cách nào? Cách 2 mà có 2 bản đồ thì chấm chấm đó. Ừ, là như yêu cầu là không có bản đồ làm sao em chấm? Tức là cũng có, lúc kiểm tra làm trên máy nào cũng được mà. Tao bên B máy tao bà làm được mà. Bà kêu bà mà. Tao được rồi. Cứ coi như là mình hoàn thành bước này đi. Mình ok cái nó coi vô ta đâu. Khi nào nó sẽ hiện ra một cái gọi là bản đồ.
nhưng mà để coi cái thao tác của nó thì làm sao. Ở đây ở ban đầu thì mình muốn xem nó có những cái tab nào, tức là tab là cái đơn vị để lưu trữ dữ liệu, nó còn đơn giản là cái bảng mà chứa những thành phần mình sửa đó. Nhưng mà hiện tại thì chưa có một cái tab nào hết, tức là chưa có một cái ô nào để chứa dữ liệu hết, cho nên mình sẽ tạm thời mình tạo một cái tab mới. Thì để tạo tab mới thì vào file xuống new tab, là chọn cái theo kiểu là để mình chèn vào cái bản đồ hiện có, cho nên là mình add to current mapper và bỏ chọn cái open new mapper. Tại vì nếu mình chọn cái new open mapper thì nó sẽ tự động tạo ra một cái bản đồ mới, không có dính líu gì cái bản đồ hiện tại, cho nên là mình sẽ chọn cái là add to current mapper và chọn vào cái create new, ấn create. Rồi thì mình sẽ thêm trường gì đó, trường là những cái là nơi chứa những cái thuộc tính dữ liệu, chẳng hạn như ở trên Excel thì nó có những cái cột là tên hàng, mã mặt hàng, tiền chẳng hạn, thì đó là gọi là trường. Thì bây giờ mình sẽ đặt tên cho nó, và thường thường thì cái cột đầu tiên sẽ là số thứ tự, cái kiểu dữ liệu nó sẽ là dạng số. Cái cột thứ hai ở đây mình sẽ thêm cái gọi là cái bảng và ranh giới đi, cho nên sẽ ghi là ranh giới, sẽ ghi là tỉnh đi. Cái dữ liệu nó là dạng ký tự character, số ký tự là khoảng 20. Ở trường thứ ba mình sẽ cho nó tên là diện tích. Thông thường những cái trường này thì nó không có ý nghĩa nhiều trong cái phần nội dung, nhưng mà mình chỉ cho cái kiểu gọi là tượng trưng. Khi mà yêu cầu thực tế thì mình sẽ tạo ra cái trường cái dữ kiểu dữ liệu khác. Rồi cái thứ tư là cho là thông tin đi, trong dân số đi. Tại trong nhóm thì có một thằng nó hơi cậu đồ thế, cho nên là mình phải nghe thêm lời nó, chứ không thì cũng khó mà sống. Nói hợp lý nhưng mà cái thằng này xuống đã bắt dùng cớ nói không. Có thằng vừa ngồi bên đi chịu chưa nữa đó. Trong yêu cầu đặt đặt tên của những cái này thì thông thường đỡ mà khỏi bị sai lỗi thì nên đỡ cái dấu cách đánh, thay dấu cách đánh mình dấu cách gạch dưới. Chỉ việc ấn shift và bấm vào cái phím gạch dưới là nó sẽ ra. Và cái bước tiếp theo thì nó sẽ hỏi là trong cái quá trình tạo bản mới thì nó sẽ hỏi là mình lưu cái file bản mới này ở đâu, thì đây gọi là cái vị chỉ việc tìm vị trí để lưu nó. Và nó nhớ là những cái bản sau mình nên lưu cùng với lại cái vị trí của bản trước, thì nó sẽ khó tạo gì chó. Ê má đụng ngu mình hoài mày, tay thì dơ. Ai làm như đâu? Em mà cái mày vừa đăng ký xong á, mày tạo trường cho nó để gì vậy? Thì đem lên như đó ban đầu thì cái bảng á, bản dữ liệu gọi là tab á, thì nó dùng để lưu dữ liệu. À. Mà những cái trường này là những cái hàng, vì những cái cột à. Mà cái dữ liệu nó sẽ sắp xếp theo từng hàng. Đó là cột dữ liệu, chẳng hạn như là số thứ tự, tên, vùng, ranh giới này nọ, thì khi đó những cái dữ liệu sẽ sắp xếp theo vị trí từng hàng một. Ủa thế à? Cái này tên hồi nãy là ốc chó đúng không? Mình sẽ tiếp tục lưu cái tên là ốc chó cho giờ nhớ. Cùng bây giờ lưu lại ốc heo nữa. Chó lộn á, giờ nhớ nhưng mà lộn á. Thì dạng nó cũng là dạng tạp thôi, lưu lại. Sau khi lưu thì mình vào cái chỗ và editing ở phía cái thanh Thế mà lúc nào cũng qua phần mới là mình nhớ cho dừng lại rồi làm cái video thì phần 2 nha. Phần 2 làm chung mọi. Mình phải sẽ hết đĩa hả? Vậy test xem chất lượng sao với lại để có gì mà để mày đỡ lộn nhiều vậy. Thì đó là cái sau khi tạo bản mới thì bạn vào cái editing ở phía cái thanh phía dưới cùng. Nó nằm ở cái giữa thì mình sẽ thấy nó có cái tab như sau. Ở đây mình vừa tạo cái tab ốc chó
thì nó có cái tóc chó ngay đây. Và để chỉnh sửa bất kỳ một cái tab nào, hay là bạn muốn thêm một bản đồ, hay là bị mới, là thêm sông thêm suối, thì tất nhiên bạn phải chọn cái tab tương ứng. Thì hàng ở đây mình chọn ốc chó là tương ứng với lại cái ranh giới hành chính. Và nếu như bạn muốn bị xong thì để cho sau này về tách xuất dữ liệu, chẳng hạn như chuyển sang bản đồ mới, hoặc là đưa dữ liệu sang một cái vị trí vùng mới, thì bạn chỉ việc di chuyển cái tab này đi. Cho nên bạn nên tạo một tab mới để lưu sông hoặc là đường giao thông. Ở đây mình chưa chọn một cái nào, chưa chọn một tab nào hết, tại vì bây giờ là chưa có một cái dữ liệu nào trong cái tab chó này hết. Chẳng hạn mình muốn mở cái cửa sổ trước cái sổ dữ liệu lên để xem nó có những gì gì, thì đơn giản bạn chỉ vào cái window ở vị trí thanh thanh menu, nó sẽ có cái thanh new vào window vào đây, thì đây là cái tab mình vừa tạo ra. Nhưng mà nếu trường hợp nó có nhiều tab thì nó sẽ hỏi mình là chọn cái tab nào để mở. Chẳng hạn bây giờ mình sẽ tiếp tục mở tab mới. Cũng tương tự như lúc nãy mình chọn tour quá trình mặt bờ và bỏ chọn cái này đi. Thêm nó khoảng 3 trường, 4 trường gì đó thì tùy mình. Tại vì cái này không bắt buộc cho nên là mình cứ thêm theo cái sở thích của mình, theo cái sở thích thú tính của mình. Cái này mình tạm đặt nó là xong đi, tại vì tên nó đẹp mà cái sớ nó giờ nhớ mà ghi nó ngắn mà cột đơn mỗi tay hay đặt tên nhà chiều dài đi. Và cái phần mà đặt cái độ rộng với lại kiểu dữ liệu cho nó thì cũng không có ảnh hưởng nhiều. Phần quan trọng là nó sẽ sau này thì dữ liệu nó lưu trên đĩa nó sẽ ít tốn bộ nhớ hơn, chứ còn nó cũng không có quan trọng nhiều. Mình để các cấp xét tạo mới là cấp chó và thêm đi xong vô nữa. Hiện tại bây giờ nếu mình vào Windows và ấn New vào Windows thì nó sẽ hỏi mình là chọn những cái mở cái tab nào. Thì như mình nói ban đầu thì mình cũng chọn cái ốc chó rồi mở lên, tại vì cái này mình muốn xem nó là đã có ranh giới nào chưa. Hiện tại thì mình chưa bị được cái ranh giới hoặc là cái nội dung nào cho nó hết. Cho nên trong cái bảng trong cái bảng này mình chưa thể chọn bất cứ một đối tượng nào hết. Để mà có một đối tượng thì mình bắt buộc phải hủy nó hoặc là phải thêm nó. Thì để hủy thì có nhiều cách, nhưng mà thông thường thì ở trong cái thanh trong cái thanh drawing thì nó chỉ hỗ trợ cho mình tất tần tật những cái công cụ đó. Hủy ví dụ như hủy nhà, hủy sông, hủy núi, hủy chim. Các bạn đừng nghe những cái âm thanh bị nhiễu. Hủy cánh rồi, hủy cái dây thường cột vô. Trong lúc quay video thì có một số âm thanh bị nhiễu, các bạn đừng có để ý đến nó. Các bạn thông cảm, nó nhiễu thì cái thằng này cũng nhòi thôi. Đây, vì đang kịch cơ bản thì mình cũng xin hủy trước một cái. Trước khi hủy phải chọn miền á, chọn trong cái lúc đầu tiên khi mình chuyển từ cái phản ảnh này sang cái dạng bản đồ thì mình có một cái bị sơ sót, đó là quên chuyển sang cái gọi là chọn lông cái hệ lưỡi chiếu cho cái bản đồ này. Thì để chọn lại cái lưỡi chiếu cho nó thì ở trong cái thanh tab, cái thanh menu tab, bạn sẽ mở xuống và chọn vào cái phần raster. Rồi xong rồi sẽ chọn cái phần mà Modify Image Region. Thì trong đó nó sẽ có những cái phần tùy chọn để bạn chuyển sang cái chỉnh sửa những cái sai số ban đầu, hoặc là thì cái này là để chọn đại mà để chỉnh sửa những cái phần thờ đồ sai số ban đầu, hoặc là chọn cái phần Projection để chọn cái lưới chiếu cho nó.
thì thông thường mình chọn sẽ chọn cái phần category, tức là cái thể loại, là chọn cái lông tiêu lá cây tiêu, rồi bằng cái thành viên thể loại thì mình chọn cái phần là vocab RS84. Không biết cái máy này nó hay yếu hơn máy trên trường cho nên không biết nó có hay không, nhưng mà tạm thời mình cứ tìm đại đi. Biết mấy này nó cứ yếu mà sao nãy giờ nó cứ hạ thấp khả năng của nó. RS84 thì bây giờ mình vừa tìm thấy thì cũng rất là may mắn. Rồi mà mấy không đến nỗi nào sợ. Đến ngầu quá. Rồi xong thì cái bước tiếp theo thì mình cũng xuyên quẹ một vài đường gọi là để chém gió. Thì có hai cái quẹ. Cách thứ nhất thì nó sẽ quẹ tạm gọi là cái đường theo cái những cái điểm. Thì cách thế này thì nó khi mình vẽ ra cái vùng thì nó chỉ không tự động tạo thành một cái vùng mà nó tạo thành một cái vòng tròn. Còn cái kia. Xong đây lát nữa mình sẽ vẽ tiếp tục cái gọi là sau khi mình vẽ xong một cái đoạn hay là một cái đường thì nó sẽ tự động thành vùng nó lại thành một cái vùng cụ thể luôn. Cái bước đó này nó sẽ thích hợp cho mình vẽ một cái ranh giới của vùng. Đây là cách thứ nhất để mình vẽ một cái vùng nhưng mà nó hơi dài dòng và phức tạp hơn. Mình chỉ vẽ theo cái cách gọi là tượng trưng chứ không có vẽ chính xác. À thế. Trong khi vẽ thì nó có nhiều cái bước gọi là để mình khắc phục cái sự cố hay là lỗi sai của mình. Chẳng hạn như ở đây mình bị vẽ nó lỡ ra ngoài này thì làm sao đỡ bạn xóa đi những cái nốt mà bạn vừa bấm vào, thì đơn giản chỉ ấn backspace phía trên phím enter thì nó sẽ đồng gửi đi những cái nốt này, những cái nốt sai, rồi tiếp tục gửi lại những cái nốt đúng cho mình. Cũng khá là đơn giản nhưng mà phải để một tí thì nó mới nhìn ra được. Nhưng mà cái đang đỡ đơn giản không biết như vậy. Cho bạn Mỹ nhanh ra công nhận kỹ thuật của nhanh rồi. Thì còn có cái kênh hồi trước là kênh truyền hình Việt Nam VTV thì nó cũng có thẩm vấn mình là tại sao bị nhanh như vậy, thì mình mới nói là đơn giản là mình chả biết bị cái gì cho nên là bị đại hàng chi mà nó sai từ lưa không biết cái nào ra hộp dưa. Nhưng mà cũng cái việc cái trận đó mà cái anh MC mà hỏi mình thì cũng có khi về nhà thì mắt có bầm đen bầm đỏ một tí, mình thì biết tại sao không biết sao ông châu mình bị cạo đầu do xuống nó Sau khi bạn đã tới cái vị trí ban đầu bạn bấm đi thì cũng không cần chính xác lắm đâu, nhưng mà bạn chỉ cần ấn vào Snap thì nó sẽ tự động tìm cho bạn. Snap là cái phím tắt, bạn chỉ cần ấn chữ S hoặc là trên tham menu cũng có nhưng mà mình chưa tìm ra. Khi bạn ấn vào Snap thì cái bạn để ý vào ở cái phía dưới này nó sẽ có một cái chữ Snap hiện lên. Khi đó bạn đợi con trỏ vào cái vị trí ở cái vùng lân cận, cái vùng bạn quẹt ban đầu thì nó sẽ hiện ra một cái thanh có một cái sự khác biệt. Chẳng hạn như ở đây nó sẽ có một cái thanh chữ thập khác hiện lên, nhưng mà ở cái đây cái nguồn nó hơi đỏ cho nên bạn không nhìn rõ, nhưng mà bạn để ý kỹ một tí sẽ thấy chưa. Đó, bấm vào đó thì nó sẽ tự động nói các cái kích thước vào, nó sẽ tự động nói lại thành một cái đường khép kín, nhưng mà nó chưa được gọi là vùng. Hay quá. Để mà chuyển nó sang dạng vùng thì bạn bấm vào cái select này để chọn nó. Sau đó bạn đợi cuốn trỏ vào nó, chuyển phải vào và chọn cái phần Edit Object. Nó được gọi là biên tập đối tượng. Sau đó là Convert to Region thì nó được tạm dịch là chuyển sang dạng vùng. Thì tự động cái vùng của bạn sẽ được chuyển sang cái dạng vùng. Và để chỉnh sửa chẳng hạn như là thay đổi màu sắc hay là chỉnh sửa bất cứ cái gì trong vùng này thì chỉ cần đơn giản bạn chọn cái vùng này. Hiện tại thì cái tab của cái editing của mình là đang chọn ở cái gọi là ốc chó sông. Trong khi sử dụng thì mình cũng nên để ý cái này là mình chọn ở sông anh rất ngon, mình chọn cái tab nào mà mình đang cần chỉnh sửa, chẳng hạn là lọc chó mình chọn nó. Có một cái lưu ý mà khi bạn chọn chẳng hạn như trường hợp này bạn bấm vào nhưng mà nó không có được
nó không có chọn cái vùng mình mong muốn, thì bạn nên xem vào cái có một cái này, tức là bạn kích chuột phải vào một điểm bất kỳ trên bản đồ và chọn vào cái layer cần chơi, nó sẽ cho bạn xem điều khiển những cái lớp của mình. Chẳng hạn ở đây bạn có thể thấy là cái ốc chó sông nó đang là cái lớp nằm trên, cho nên nó sẽ có cái thứ tự ưu tiên là nó sẽ hiển thị nằm trên cái lớp chó, cho nên hiện tại tất cả các lớp mình đang chỉnh sửa này nó sẽ bị ẩn đi, gọi là nó đang có một cái lớp ảo nó nằm phía trên. Cho nên bây giờ mình sẽ di chuyển cái ốc chó này lên trên để mình chỉnh sửa nó trước. Sau khi chỉnh sửa xong thì mình có thể mình di chuyển lại. Hãy có thể bạn bấm vào đây được bỏ ẩn nó đi cũng được. Và bây giờ mình chọn rất là dễ dàng. Chọn sau khi chọn xong thì bạn có thể thấy là trong cái thanh điều khiển này nó sẽ có cái phần gọi là hiện tại thì nó còn hơi nhiều quá, mình chưa có tìm ra. Ai tìm ra chi chứ không chỉ mà đúng bỏ nó mà đang cùng giờ ấy. À đây à, thì trong này nó có ghi là cái trong cái thanh routing thì nó có ghi là cái region style, test style, link style và symbol style, thì nó có cái ý nghĩa. Chẳng hạn như cái symbol style này nó sẽ cho mình định dạng chỉnh sửa hay là cái thay đổi màu sắc hoặc là kích thước của những cái biểu tượng, chẳng hạn như là vị trí hay là dân số này nọ. Còn cái biểu đường link style này thì nó sẽ cho mình cho phép mình chỉnh sửa những cái đối tượng dạng đầu hãng hay là đường hay là dạng cái sông xuống, đúng không? Rồi cái region style thì nó chỉ có mục đích đơn giản là chỉnh sửa cái đối tượng cái đối tượng dạng vùng, chẳng hạn như cái mình đang chọn đây. Rồi cái vùng test style thì nó đây chỉnh sửa hay là căn chỉnh cho những đối tượng dạng văn bản. Thì theo yêu cầu của mình thì bây giờ mình đang chỉnh sửa cái dạng vùng, cho nên mình sẽ chọn cái region style. Thì trong này đầu tiên thì cũng chọn cái vùng mình cần định dạng trước, sau đó thì cái region style sẽ hiện ra, mình chọn vào này nó sẽ có một cái thanh tùy chọn region style đây. Có nó sẽ có hai mục là cái fill and border. Fill tức là mình sẽ tô cho cái nền của cái vùng chọn này, thì nó sẽ có cái thanh đầu tiên là cũng như là cái dạng kiểu ba tem, còn cái dạng thứ hai là foreground tức là cho cái nền. Foreground như là foreground là gì mày? Ủa là biết. Foreground thì mà cũng không rõ là cái gì, nhưng mà đại loại mình cho nó tô cho nó cái màu đó. Còn nếu mình chọn background thì nó là cái hình nền luôn của cái bản đồ của mình. Nhưng mà thôi thì tạm thời mình cho nó là màu đen đi cho nó dễ nhìn. Vâng. Cho nó màu xanh đi. Màu đỏ. Mày mù màu à. À rồi cái phần thứ hai thì mình cũng nói tới là cái phần border. Border tức là ranh giới hoặc là cái viền, thì tạm gọi nó là cái ranh giới đi. Và cái style thì tức là cái kiểu của nó, thì mình cho nó dạng kiểu. Đôi khi thì chẳng hạn như mình bị cái ranh giới của vùng là dạng cửa đi, dạng thì mình cũng chọn đại một cái thôi, theo như cái lời của bố láo hay là hộ báo nói thì mình cũng nghe theo. Ê sướng mày. Rồi mình cũng chọn màu cho nó, thì như trên thì mình chọn màu xanh, thì cái này mình chọn màu vàng đi cho nó hợp lý một tí. Để chứng nghe thường con chó này chọn màu vàng hợp màu xanh, thì mình chọn màu đỏ, vì màu đỏ là đẹp nhất. Em nghĩ là vậy, mình cho kích thước của cái viên này khoảng chừng 2 pixel. Thì cái đơn vị pixel mà muốn biết thì mình vào Google mình tìm cho nó lẹ, chứ còn mình không rảnh mình nói. Rồi ok. Thì sau khi mình chỉnh sửa mà sao nó chưa ra ta? Mày thêm lưới là nó sai rồi con. Editing mà chọn mục cho xong. Nãy giờ mà không chọn ốc. À, chọn à tức là mà biểu. Ok xong mình nãy giờ mày đâu quá đâu, mày chưa chọn miền dùng mày chọn. Chắc là lúc nãy mình đã bị lộn lên trên cái nền ốc chó xong rồi, cho nên là bây giờ nó không bị được. Thì cũng đơn giản thôi, mình cũng vào lại layer control, xong mình chuyển cái ốc chó xong lên. Rồi mình cho phép chỉnh sửa nó được xong. Khá là đơn giản. Cái đơn giản đây, bây giờ nó chưa bị ốc chó xong
chưa vẽ đường xong rồi nhé. Đây, khi mình chọn cái ốc cho xong thì nó sẽ nằm, cái tab editing nó sẽ nằm trên ốc cho xong đây, thì tức là hai cái này trùng nhau mình mới được phép chỉnh sửa. Rồi mình vào cái tùy chọn cũng như lúc nãy thì mình cũng chọn cái kiểu tô cho nó, cái này khỏi đi. Mình chọn cái màu đỏ đi. Rồi mình chọn cái viền màu xanh đi. Rồi mình chọn cái đường link đây cũng sẽ khoảng 2 pixel. Đó, ok. Nó sẽ ra cho mình một cái viền rất là đẹp. Rồi cái này chỉ là cái vùng mình đang vẽ thôi. Mà đỡ mình vẽ được cái như mình lúc nãy thì có hai cách để vẽ cái vùng. Đó là cách thứ nhất. Còn cách thứ hai thì mình tạm vẽ ra ngoài ra cho các bạn dễ thấy. Cách thứ hai thì cũng đơn giản thôi, mình chọn cái biểu tượng vùng này. Thì nó có nhiều vùng, chẳng hạn vùng là ellipse, là vùng vuông, là tam giác hay là hình thoi gì đó. Các bạn chọn đại một cái đi. Rồi khi bạn vừa kích vào một điểm cũng như tương tự lúc nãy, nhưng mà khi mình nối lại với nhau á thì nó sẽ tự động tách thành cái vùng cho mình luôn. Và theo cái lệnh dạng mà mình vừa chỉnh sửa cho các bạn đồ trước đó. Đó là một cái đơn giản. Rồi đỡ việc xóa một cái vùng, hoặc là xóa một cái vùng, xóa một cái đường link, hoặc là một sông suối nào đó, bạn chỉ việc chọn vào đó xem nó là cùng cái editing và selecting nó có trùng nhau chưa. Xóa chỉ điện ấn cái phím backspace. Nó sẽ tự động xóa đây. Và tiếp theo thì cái bản đồ mình sau khi đã chỉnh sửa xong thì nó sẽ ra một cái dạng file, một cái dạng bản đồ như thế này, nhưng mà nó chỉ có trống trơn chưa có nội dung gì hết. Và bây giờ cái bản đồ ở dạng file raster image thì nó vẫn còn những cái tính mình cần lái nữa, cho nên mình chỉ tạm thời mình ẩn những cái lớp nằm trên đây, tức là cái lớp mình vừa vẽ xong. Thì để ẩn nó cũng đơn giản thôi, các bạn chỉ cần vào được layer control và tắt những cái tab mình vừa tạo đi. Và cái ốc cho xong thì nãy giờ mình đang vẽ, cho nên mình tạm thời tắt cái ốc cho xong đi, rồi mở cái ốc chó lên. Như nếu như mình vẽ tạp, mình bị vẽ nhưng mà nó bị sai, hay là bị tạm thời gọi là nó bị lộn, bị nhầm tab, thì mình có thể di chuyển nó bằng cách này. Chẳng hạn như cái này mình định vẽ trên ốc chó nhưng mà vẽ ra ốc chó xong, thì mình sẽ di chuyển nó sang bên kia bằng cách là mình chọn nó, thu nhỏ đối tượng này để nó khỏi bị thiếu. Rồi chỉ việc chọn nó. Hiện tại thì bạn đem thánh là để copy nó thì bạn vẫn phải xem hai cái này trồng nhau, editing với lại selecting là nó trồng nhau. Xong rồi bạn chỉ cần ấn vào cái phím match view select, tức là vận trọng nhanh, nó ở nằm trên thanh công cụ gì đó. Như việc chọn hết này thì nó sẽ tự động chọn cái vùng này cho mình. Rồi sau đó bạn ấn Ctrl C, rồi bạn chuyển sang cái editing là cái ốc chó. Rồi bạn chỉ việc ấn Ctrl V thì nó sẽ bắt sang. Khi bây giờ thì nó cái đối tượng mình vẽ là cái vùng này, nó sẽ nằm trên hai tab, cho nên mình phải xóa bớt một cái đi. Tức là cả hai cái này đều có chứa một dữ liệu như nhau, cho nên mình sẽ xóa bớt một cái bên này là cái ốc xong đây. Thì mình chỉ cũng đơn giản thôi, mình chỉ việc bấm vào nó, nhưng mà nhớ là cái layer control đây. Bây giờ hiện tại cái tấm nằm trên là ốc xong, và mình nhớ là khi chọn cái match view này thì bấm vào một điểm thì không có nhọn được, mà phải kéo cái dàn kéo thả này để nó xác định con chọn. Mình muốn chọn một điểm thì phải chọn vào cái ấn select này, ấn vào ốc cho xong. Rồi sau đó bạn chỉ cần ấn select bay là sau đó cái vùng bạn chọn nó đã tự động xóa đây trên cái tab ốc cho xong. Rồi bạn di chuyển việc bên bạn di chuyển sang bên kia đã thành công. Bây giờ để vẽ thêm sông suối này nọ thì bạn chỉ việc ấn cái tab này đi, thì bạn cũng lẹ con cho đây. Cái này là cái thường sử dụng nhất, tắt cái này đi. Rồi bạn chỉ cần vẽ sông suối hoặc là đường gì đó. Sau khi bạn vẽ xong thì chỉ cần vào layer control để tiếp tục mở nó lại thì nó sẽ hoàn thành công việc gọi là xóa bản đồ. Nói chung là xong thì cái này nó hơi nhiều quá, mình cũng biết vẽ cái gì thôi, thì vẽ đại mới được chính thôi.
nó mới được chỉnh thôi. Tương chứng là mấy cái tờ lọ, mấy cái tờ lọ, mấy cái tờ lọ, mấy cái tờ lọ, mấy cái đó không có quan trọng. Thứ gì vậy? Ồ, quên đó, ờ, ông kết thúc. Cứ sao được, mình nghe cũng mọt, tương chứng thánh như vậy. Nó thiệt là cái bản đồ này nó xấu cực kỳ, mình quỷ xong mình chả biết là cái đường mình quỷ nó nằm chỗ nào nữa. Chứ không phải là do máy tính nó bị xấu ở này đâu. Đâu là một lý do. Mình đang nhậu quá. Nãy giờ muốn công chùa mọi người chứ không. Bức xúc á, bây giờ xong, tự trưng ở đây cũng không cần thiết chính xác lắm. Thì cái này là mình dùng nó lúc nãy, thì cái này là mình bị xong cho nên đỡ đây xong đây chứ cũng không phải gì. Cái bản đồ fanpage Rastery Mirror lúc đầu thì nó sẽ là cái dạng có cái hình điểm ảnh như thế này, nó có cái dạng nhị phân cho nên sẽ nhìn thấy cái dạng điểm ảnh như thế này. Đắt ra đây thì nó sẽ hiện lên cái dạng xong để cho mình biết sao xong xấu dữ. Xấu gì xong rồi đây. Thì đây mình nói luôn. Thì bây giờ mình chỉ bị xong như thế này. Nhưng mà để định dạng cho nó. Thì như lúc nãy mình có nói là mình cũng bôi đen nó luôn. Nó sẽ tự động chọn tất cả những cái trên cùng một tab. Sau đó mình cũng vào cái này. Nhưng mà không phải là cái region, mà đó là cái dạng link. Tại vì đường này là đường thôi chứ chưa phải là những vùng. Mình cũng chọn cho nó cái cái màu theo mình thích, không thích cũng chọn được, không sao. Đơn giản thì là đơn giản là bự. Rồi xong rồi, nhưng mà trong yêu cầu thì có khi người ta sẽ yêu cầu là thêm cái thuộc tính cho cái sông này, thì bạn chỉ việc vào new browser window, rồi sau đó chọn cái ốc cho sông, ấn OK thì nó sẽ ra cái bảng gọi là cái tập dữ liệu. Lúc nãy thì mình có trong cái quá trình quỷ thì mình có bị sai mấy đường và mấy cái đường sai mình tự động xóa đi. Và thế như bây giờ thì những cái vùng mà mình đã xóa thì nó sẽ ra cái màu đen như thế này. Mà đỡ xóa những cái vùng màu đen này thì thực tế là bây giờ mình không có nhớ. Nhưng mà tạm thời cái đó thì về xem sách, trong sách nó có ghi rất là rõ. Trái gì thì chóng bên cái nghĩ ranh nó cỡ lên sáng này. Mình nhớ đâu, nó nằm ở trong cái thanh menu tab và xuống cái phần gọi là maintenance. Thì trong đó nó có thể có cái tab structure là cấu trúc này, tab bản dữ liệu, mình không rõ là cái nó là cái nào. Thôi thì mình chọn đại hơn cái chừng nào ra. Cho ra xong. Đó, thì đúng lúc. Mình chỉ việc vào cái phần tab rồi xuống cái phần mà maintenance. Mình chọn cái phần tab structure, tức là phần cấu trúc lại bản dữ liệu, rồi ấn OK nó sẽ ra. Chọn cái bản mình cần cấu trúc là cái bản ốc cái xong mình đang mở này. Để xem được cái tên mà mình đang mở thì bạn chỉ cần ấn, bạn chỉ cần giảm cái thu hẹp cái này lại thì nó sẽ hiện cái tên nằm ở trên. Đây là cái tên của cái bản, nó chỉnh sửa một cách rất là linh hoạt. Đây. Đây là cái tên của cái bản của mình. Đã OK. Chọn vào cái phần OK luôn. Thì coi như là cái bản của mình đã được cấu trúc lại xong. Nó sẽ giảm kích thước trên đĩa. Nếu không gì bỏ ba bước đó là có sao?
thì cũng không sao, nhưng mà cái khi nhiều khi mình thêm dữ liệu nó bị rối. Rồi đây là những cái vùng. Thì bây giờ hiện tại thì trên cái bảng dữ liệu của mình là chưa có một cái thông tin gì hết. Khi mình gửi bất cứ một cái đường thẳng hay là cái sông cái xuống nào đó thì nó sẽ tự động tạo cho mình một cái dòng thế này, nhưng mà hiện tại nó chưa có dữ liệu. Để lấy dữ liệu thì đơn giản là mình chỉ cần vào cái tab Update Column, rồi chọn cái phần mà chọn cái bảng của mình là chọn cái bảng của mình cần update. Bạn lưu ý là khi mình ấn Update Column thì nó sẽ có cái tùy chọn ban đầu là nó sẽ có cái tab to update. Nếu như bạn không chọn cái này là cái này trùng nhau thì nó sẽ ra một cái gọi là join tab, tức là nó sẽ đồng bộ hai tab với nhau để chuyển dữ liệu từ tab này sang tab kia. Đây là cái trường hợp ví dụ cụ thể, chẳng hạn như bạn chọn cái phía trên là ốc chó, cái tab ốc chó, nhưng mà phía dưới là ốc chó xong, thì hai cái tab này là nó hai cái tên khác nhau, cho nên nó sẽ tự động chuyển cái chức năng này nó sẽ không chính xác. Cho nên bạn yêu cầu là phải chọn hai cái tab này có tuần trên nhau và cùng cái tab bạn muốn chỉnh sửa. Rồi khi đó nó sẽ có một cái thanh value hiện ra, đây chỉ cần ấn vào Async. Nó được gọi là chém. Ở đây nó sẽ có tùy chọn như là column là cột, nhưng mà không quan trọng tới mấy. Mình chỉ cần để ý tới cái phần gọi là function. Chẳng hạn như phần function đây thì có cái phần đầu tiên là cái cột là số thứ tự, thì ở đây mình cũng chọn cái column ở đây là số thứ tự, mình chọn phần async là để nó đánh từ số 1 tới số n, thì bạn chỉ có một cái lệnh là round either. Cái lệnh này thì không có trong cái hàm function, không biết vì sao, chắc là nó dở quá cho nên người ta không điền, chưa phải thêm vào, cho nên mình sẽ gõ round either. Ok. Tắt cái tùy chọn Route User Reset, tại vì mình đăng mở nó ra, nếu như mình mở được thì hai cái nó cùng trồng nhau cho nên nó rất là phiền phức. Ấn vào OK thì cái này nó thì tự động đánh số từ 1 tới 4. Bạn nhớ cái này là Route ID. Và cái phần xong chiều dài này nọ thì cái này chắc là mình tự gõ vào, chẳng hạn như có thêm cái trường là xong, trường là tọa độ XY, thì cái đấy thì mình sẽ sử dụng cái. Bây giờ mình sẽ có rút lại cái bảng, mình sẽ theo hai cái gọi là tọa độ XY. Chọn ốc tết xong, OK. Nó sẽ hỏi là mình có muốn cấu trúc lại hay không. Sau khi cấu trúc thì nó sẽ có tiếng đó. Bây giờ mình sẽ thêm hai cái trường gọi là trường XY. Biết không bây giờ, nhưng mà ông này tôi biết đâu. Tự nhiên nó không thuộc về khó này. Mù quá. Giờ thì nó nói nhiều nữa, nó làm cho cái thằng người đó. Không có là nói gì đâu. Còn cái đơn giản. Còn sâu này. Còn người niềm niềm cũng đúng. Nếu nó không có. Sau khi mình cấu trúc lại bảng thì nó tự động nó bị hai cái bảng này nó bị mất đi, gọi là bị tắt, cho nên phải tạm thời mở lại nó.
Bây giờ là cái phần cái y này sẽ có sự hóa hai cái tọa độ là ý chữ y, làm sao để mình cho nó tự động nhận biết cái tọa độ này thì cũng đơn giản là bằng động tác gõ đây column. Rồi cái phần mà số thứ tự thì bạn chọn cái phần là mình cũng lưu ý là cái phần này bạn nên chọn cái phần trên đó là cái tab cần update, tại vì khi mình mở thì mở nhiều tab cho nên bạn chọn chính xác cái tab của mình. Ở đây là muốn tên, muốn xem tên thì tab của mình thì nó nằm ở đây, chọn và table đây column, chọn cái logo của mình, sau đó là chọn cái cột mình muốn chỉnh sửa. Ở đây là x, còn async chọn cái hàm, thì trong này có cái hàm là control x thì nó sẽ chỉ ra cái vị cái tọa độ x của cái dòng sông đó. Tắt cái này đi, ok, nó sẽ ra cái tọa độ x của cái này. Tiếp tục đối với cái dòng y cũng tương tự, chỉ cần lưu ý một cái hàm function. Thì nó sẽ ra tọa độ xy, còn chiều dài thì nó có cái hàm gì đó nhưng mình không nhớ rõ, nó có một cái đo gì đó nhìn qua nữa. Là xong cái phần bây giờ đến cái phần số bản đồ, thì tạm thời thì cái mình vẽ cái ranh giới vùng cộng thêm cái vùng gọi là xong thì nó cũng tương đối chính xác. À, nhưng mà hiện tại thì cái lớp sông nó bị vì cái vùng này nó chi khúc cho nên mình chuyển cái sông này lên trên, nó sẽ xuất hiện. Chẳng hạn bây giờ mình sẽ vẽ thêm một cái gọi là đường giao thông đi, tại vì trong khi cái lúc trước cô dạy thì có cái phần gọi là khi mà có cái đoạn đường đó, hay là cái gì đó mà dư ra thì mình có thể xóa, xóa bằng cách nào thì mình sẽ tạm thời mình thêm cái này. Hai bạn coi không hay là chơi về nhà coi video? Em đang coi đây, bên kia làm rồi. Coi về nhà đã uống bia rồi. Ừ. Về nhà còn uống bia rồi nó nhớ trong người nhà coi mình. Lưu ý cái projection thì thông thường thì nó sẽ tự động chọn cho mình cái này luôn, nhưng mà ở các phiên bản cũ thì nó không tự động chọn, mà các phiên bản cũ thì bắt buộc là mình phải chọn lại printer, và cho nó là ốc chó đường đi. Thì nó có nhiều giai đoạn. Rồi bây giờ mình sẽ chọn cái ốc chó đường này là cái này này cùng nhau. Nếu như cái bản dữ liệu mới tạo ra thì ở cái phần selecting nó sẽ không có cái cho mình chọn, chẳng hạn là ốc chó đường thì nó chưa có, cho nên bắt buộc mình phải gửi dữ liệu cho nó. Chẳng hạn bây giờ mình tạo ra một cái đường nó bị lòi bên ngoài, mình đã xóa những cái đường này thì làm như thế nào? Lúc nãy mình vẽ xong nó có màu xanh, bây giờ mình vẽ đường nó có màu xanh, cái này là do hoàn toàn là do mình cài đặt. Cho nên tí nữa mình sẽ hướng dẫn cho cách đổi màu của sông với lại đường khác nhau. Bây giờ thì hiện tại mình đang ở trên cái lớp là cái tag là editing là ốc chó đường, và selecting thì hiện tại chưa có. Đỡ mà mình thay đổi màu sắc cho cái đường khác lại xong thì mình chỉ việc chọn cái vào cái công cụ chọn nhanh này, thì tất cả những cái đối tượng nằm trên nhất nó sẽ được chọn. Chẳng hạn như ở đây mình muốn chọn cái sông thì sao, thì đơn giản là chọn cái editing vào sông đây, xong rồi bạn chọn như thế này. Nhưng mà bây giờ thì nó chỉ ưu tiên cho những cái tab nằm trên. Bây giờ cái tab mình đang chọn là cái tab đường, nhưng mà cái chỉnh sửa này đây, mình có thể xem ở đây
cái phần chọn thì đang chọn ở đường, nhưng mà cái phần biên tập thì nó chỉ ở cái phần sau, là cái rối nó nằm ở chỗ này. Cho nên trước khi mình chọn một cái vùng nào đó thì mình nên là chọn trước bộ đối tượng để mình cho nó biết, cho ứng dụng biết là mình sẽ chọn cái tab nào, đó là ấn cho xong, rồi sau đó mình sẽ ấn phím shift để tiếp tục mở rộng thì nó sẽ tự động chọn những cái tab tương tự cho mình, chọn những cái cùng của bạn cho mình, sau đó mình có quyền chỉnh sửa. Đó là cái cách đơn giản. Bây giờ mình sẽ chỉnh sửa đường ở cái hình màu sắc và cái kích thước cho nó. Thì mình sẽ chỉnh sửa cái mạng đường thì thông thường đó là màu gì ta? Đen. Mình cho màu đen đi. Đường giao thông trắng mà không vậy? Màu đen, nhựa đường màu đen. Xong đường bê tông màu trắng. À, đặc biệt là cái phần này còn đó là xong, cho nên là thực sự nó không có hiệu lực. Chọn lại ha. Đó. Vào đây. Vào đây. Chọn màu sắc nó là màu đen đây. Tại mình con đồ quá, không dám cài. Ok, thì nó sẽ ra những cái đường khủng bố. Tại mình làm khủng bố là có mục đích. Tại là tí nữa các bạn sẽ nhìn rõ cái cách mình xóa đến những cái đường viền nó bị lòi ra ngoài. Các con thấy bay không? Ừ. Các con thấy bay không? Nhưng mà xong phần câu ấy chưa? Chưa, còn rất là dài. Rất dài á? Ừ, tao kể nó là luôn phần này luôn tắt ha. Để mà xóa những cái vùng chọn nó nằm ngoài cái vùng mình muốn ấy, trước tiên thì mình cần chọn cái đối tượng cần xóa. Ở đây mình xóa chẳng hạn cái đường này, lưu ý là phải chọn một cái select này thì mới chọn được. Mình chọn cái đường này, nhưng mà ở đây nó có tới 3 tới 4 cái đường nó bị lòi ra ngoài, cho nên mình sẽ chọn hết bằng cách là chọn cái công cụ chọn nhanh, chọn một đối tượng để nó đánh dấu là cái đối tượng này, đối tượng mình cần xóa. Xong rồi chọn cái công cụ chọn nhanh, chọn tất cả những đối tượng tương tự cùng trên một tab. Sau đó mình sẽ kích chuột phải vào cái đối tượng mình lựa chọn và xuống cái phần edit object, và nó có cái mục đầu tiên là set target, tức là đánh dấu đối tượng. Mình sẽ đánh dấu đó, để sau đó mình sẽ xóa cái phần dư. Sau khi đánh dấu xong thì nó sẽ có một cái chức năng ẩn, là khi mình sẽ chọn vào một cái vùng bất kỳ, chẳng hạn ở đây là cái vùng mình mà cái đường này nó nằm lên, mình sẽ chọn cái vùng này. Hiện tại thì cái mắt view này nó chưa có, mình phải chọn qua phần select, quên, rồi mình chọn vào cái vùng này. Cho cái chỗ này thì nó bị cái lớp xong nó điện trên cho nó thấy ha, thấy ấy, nó không được ảnh hưởng, mở rộng lên tới cái gì đó. Đó, cái này sau khi bạn đánh dấu nó sẽ có những cái biểu tượng riêng riêng như thế này. Chỉ cần chọn vào một cái vùng này, sau rồi kích chuột phải vào xuống phần edit object. Nó có ở cái khung thứ ba thì nó có những cái phần là split, tức là cách nó đi, AC là xóa, AC outside là xóa cái vùng bên ngoài, và bowling split là tức là cách đi vùng mà thôi, cái này mình không có rõ lắm, nhưng mà chọn vào cái vùng AC outside nó xóa đi cái vùng bên ngoài, hoặc là AC thì xóa đi cái vùng bên trong. Nếu xóa đi cái vùng bên trong thì không đạt yêu cầu, nhưng mà xóa đi cái vùng bên ngoài thì chắc ăn. Này nó hỏi là mình muốn xóa trên cái tab nào, thì thông thường thì mình chỉ cần chọn cái tab mà ở đây trước cái dữ liệu này thôi. Chẳng hạn ở đây là cái tab này là cái tab đường, nhưng mà ở đây thì thông thường cái bản đồ mình bất cứ một tab nào cũng vậy, nó sẽ muốn xóa hết tất cả những cái đường lòi ra khỏi cái ranh giới, cho nên mình sẽ chọn hết luôn. Nhưng mà theo yêu cầu thì chỉ cần chọn cái tab cho không là được rồi, ok thì nó sẽ xong. Vậy là cái bản đồ mình sẽ nó sẽ hoàn thiện hơn. Cơ bản là vậy. Xong chỗ ba rồi. Thì tạm thời bây giờ đã tạo ra được một cái bản đồ tương đối tốt.
Rồi bây giờ mình sẽ thêm một cái tab mới để mình thêm điểm. Nhưng mà theo cái thời lượng video thì không biết là nó có cho phép hay không. Điểm. Giữ mày. Tạo điểm đâu không? Cũng không biết nữa. Rồi. Thôi tạm thời mình cứ lưu cái này là đi. Bài 1 kết thúc ở đây. Nếu như mình sao cái dạng mà phải tab á thì nó sẽ sao nó sẽ lưu lại từng cái tab một mà nó là hơi rắc rối, cho nên mình sẽ sao lại keyword space, tức là cái không gian làm việc của mình, nó sẽ lưu trong bộ lại những gì mình đã thực hiện bây giờ thì nó sẽ lưu lại ở trong một cái file workspace, thì nó được xem gọi là nó được gọi là cái không gian làm việc, chọn vị trí lưu cho nó cũng đơn giản thẳng standard play. Chọn vị trí theo máy tính rồi tiếp học, rồi mình đặt tên cho nó là cái bài một đi. Server kiểm tra xem nó đã được lưu hay chưa. Đây rồi, ok. À, bài học của mình kết thúc ở đây.